Để ta xem hai đứa chạy đi đâu. Bối bà, bối bà bà, mau lên đứng dậy đi. Coi chừng. Bối bà bà. Cô Bộ Tiên Sinh, ngài không sao chứ? Bà có sao không vậy? Không sao, bà không sao. Bối bối Bảo Gia Gia, Bạch Ban Chủ, Bảo Gia Gia. Không sao. Bị thương sao? Không sao. Vậy mà quay về. Tôi không sao, không sao. Không cần, tôi tự đi được rồi. Tôi đi thôi, tôi tự đi được. Không cần. Nè, không cần nhiều đâu. Cẩn thận. Không biết bố Lạc Gia đại giá quang lâm, sở đây đâu? Xin thỉnh an ngài. Sở từ đâu? Có biết ta tới là vì chuyện gì không? Đã rõ, bố Lạc Gia muốn vào dịch trạm nghỉ ngơi, tiểu nhân lập tức chuẩn bị cho ngài. Đồ khốn, đừng làm bộ làm tịch với ta nữa. Tâm trạng của ta đang tốt, mang con chó tới tặng cho ngươi. Hắn tên Dương Thiết Thương, hắn nói là thuộc hạ của ngươi, có quen biết không? Sở từ đầu, huynh mau giao bọn nghịch tặc ra đi. Mau dậy, dậy đi. Đứng đó nhìn là sao chứ? Mau lên tiếng đi. Sở tiêu đầu, huynh hãy mau giao nộp bọn nghịch tặc cho bối Lạc Gia. Không thôi bối Lạc Gia sẽ đại khai sát giới, mọi người sẽ nguy to đó. Ta khinh, ta ghét nhất loại người ăn cháo đá bát tráo trở như ngươi. Bối Lạc Gia, loại chó ngay cả chủ cũng cắn, sở đại đau này không cần. Loại người ngay cả chó cũng không bằng, ta cũng xem thường. Nào, đưa cây thương cho hắn, để ta xem coi rốt cuộc đau của Sở Đại Đao nhanh hay là thương của Dương Thiết Thương nhanh. Ê bối Lạc Gia, ê. Dương Thiết Thương, chứng minh cho ta xem rốt cuộc ngươi là chó đực hay là chó cái đi. Giao nghịch tặc của thiên địa hội ra cho ta. Đừng có mơ. Lên. Đưa đao cho ta. Hãy
Chúng ta lẻn ra chỗ chuồng ngựa trước. Rồi những lúc không ai để ý tới chạy ra ngoài sân, có rõ không? Dạ, đã rõ. Đi thôi. Đi nè. Mau lên, mau lên. Cẩn thận. Đi thôi, cẩn thận, cẩn thận. Mau lên, mau lên, mau tới chỗ chuồng ngựa đi. Nè, mau lên, mau lên. Trốn vào, trốn vào. Bà ba, lúc nãy bà nói con ra bên ngoài sẽ thấy Tú Vân tỷ trở về. Bà đâu có biết được bọn tay sai triều đình tới trước Tú Vân. Bối bà, lỡ như chút nữa chúng ta bị chia cắt, chúng ta mạnh ai nấy đi tới Bàn Thành nha. Bàn Thành, đã hẹn sẵn ở Bàn Thành. Ừ. Dạ. Ừ, nhưng mà con không biết làm sao đi tới Bàn Thành. Đừng sợ, có huynh ở đây. Hey. Đuổi theo. Dạ. Cúi xuống, cúi xuống. Tôi đánh với bà già, cô đánh với tên nhóc đi. Ừ. Người trái ta phải theo sát bà bà. Dạ. Tụi con bảo vệ bà. Mẹ nhào lên, nhào lên đi.
Chạy đi, các con mau chạy đi. Dương Nhi, đi đi, mau lên. Dậy mau. Sở đại đao, mau cút đi chỗ khác đi. Hôm nay sở đại đao này sẽ dạy cho hai người biết kính lão nhường trẻ. Chạy đi. Chạy đi. Ba ba. Mùa có sao không? Ba ba. Dương Nhi, con dẫn thi hồn đi tới bàn thành. Không, con muốn đi cùng ba ba. Ba ba cũng sẽ đi ngay. Nghe lời ba. Được. Ba ba. Tin lời ba. Ba không có lừa hai con. Đi mau lên. Đi. Ba nhớ cẩn thận nhé. Ba. Chúng ta về trễ rồi. Chị vô đi tìm đi. Được. Bị thương sao? Không có sao. Bảo vệ gì mau. Bảo gia gia, ba người đi trước, chỗ này giao cho tôi. Được. Chúng ta đi thôi. Mau lên. Mau đi thôi. Ba. Đi mau, đi thôi.
Đi. Chỉ cần Sở Đại Đao này còn sống, hai người đừng hòng rời khỏi chỗ này. Quy chấn. Mau lên, qua bên kia xem. Dạ. Ngươi qua bên kia xem thử đi. Dạ. Sở huynh. Các người hãy xem cho kỹ. Dạ, biết rồi đại ca. Sở Đại Đao. Sở Đại Đao. Hey, quý đệ, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Hey, mau qua đây, bên này có người còn sống nè. Qua đây nhanh lên. Quý đệ à, đừng chết mà. Cố lên. Hey, quý đệ. Cố lên. Quý đệ. Sở huynh. Sở huynh. Sở huynh à. Mã Tiểu Hổ, hãy hứa với ta, thầy ta bảo vệ những đứa trẻ đó. Sở huynh à. Bối bà sao rồi? Ê, bối bà thế nào rồi? E rằng là không qua được tối nay. Vậy Quỳnh ở đây trông chừng, tôi qua bển xe bãi. Đừng đi. Bảo Gia Gia nói ông ấy muốn một mình ở bên cạnh bối bà. Bà mối. Sao rồi? Bà có sao không? Tiểu Bảo, xin lỗi, tôi phải đi trước đây. Không được. Không được, bối không được. Kiếp này của tôi, điều hối tiếc lớn nhất chính là không có sanh cho ông được một đứa con nào.
Không sao, không sao. Bà là bối bối thương yêu của tôi. Tiểu Bảo, cây trâm đang cài trên đầu ông lấy xuống cho tôi. Được, được. Đây. Năm xưa lúc tôi lấy ông, cây trâm bằng mộc này là của hồi môn duy nhất của tôi. Ông biết không? Đây là cây trâm duy nhất do mẹ tôi để lại. Bao năm qua, tôi luôn cài nó trên đầu như hình với bóng. Tiểu Bảo, tôi giao lại cho ông. Ông phải giữ gìn nó thật tốt. Tôi biết ông mà. Nhớ, không được làm mất nó. Tôi không làm mất. Tôi ông không làm mất. Ông nhìn thấy nó giống như là tôi đang ở bên cạnh ông. Tôi nhất định không làm mất đâu. Tôi biết mà. Ông phải sống cho thật tốt. Tôi biết rồi. Không được khóc. Không khóc. Ông còn nhớ trước đây tôi từng nói với ông, cho dù là ai rời khỏi trước, người còn lại phải sống sao cho thật tốt. Tôi vẫn còn nhớ. Tiểu Bảo, cười lên nào. Cười lên đi. Bây giờ tôi làm sao cười được, bôi bôi. Ông nghĩ tôi là ai hả? Bà là bôi bôi yêu thương của tôi, bôi bôi. Cười lên đi. Không khóc. Tôi không khóc. Bôi bôi. Sao vậy? Tú Vân, Bảo Gia Gia và bối bà không thấy đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tú Vân. Thank you.
sanh tại dương gian, hữu tản trường, tử quy địa phủ, giả hà phương. Dương gian địa phủ câu tương tự, chích đương phiêu lương, tại dị hương. Không khóc, không được khóc. Không khóc, không khóc, không khóc. Bồi bồi, bồi bồi. Bồi bồi. Bồi bồi. Bàn thành. Làm ơn, rất ra làm ơn. Bàn thành. Cuối cùng chúng ta cũng tới một nơi ra hồn. Đã tới bàn thành rồi, mọi vất vả tất cả để lại sau lưng. Chúng ta mau vào trong thành rồi tính kế đi. Còn rất nhiều việc cần phải làm đây. Lại lại, tới đây làm gì? Tới buôn bán. Tới buôn bán không mang gì theo bên người hả? Những người buôn bán nhỏ mới phải mang đồ. Bàn thành trọng địa, đâu thể để hai người muốn vào là vào chứ. Nhưng mà nếu như buôn bán lớn á, thì ai là đi vào đi. Mọi người theo sát. Trời ơi, mệt chết đi được. Nghỉ ngơi chút đi. Đi hết nổi rồi. Dương Nhi, để làm gì vậy? Sao vậy hả? Chúng ta đã đi rất lâu rồi, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng thấy mệt. Dương Nhi ngoan, mau. Nào, Gia Gia cổng con. Hey, Thiệu Dương, không được để Gia Gia cổng. Được rồi, được rồi, được rồi. Vậy nghỉ ngơi một chút được không? Ôi. Nào. Thiết Bưu, không cần kéo tôi đâu, tôi nghỉ một chút sẽ tự mình đứng dậy. Ê, phiền chết đi được. Đi. Ê, con nữa. Đi. Chiến mã Thiết Bưu xuất phát. Ê, Thiệu Dương, để ta thử chút nha. Không được, Quỳnh muốn thử, phải đợi lần sau thôi. Đi nào. Khoan đã. Quỳnh là nam tử hán đại trượng phu mà, cửa trên vai người ta, xấu hổ quá đi. Đủ rồi, không cãi nhau nữa. Chúng ta đi. Thiết Bưu, Thiết Bưu, cho đệ xuống đi.
thông báo người mai phục hai bên, đợi chúng tiến vào vòng bao vây thì lập tức hành động. Dạ. Dạ. Ê, cẩn thận. Hình như ở đây có mai phục. Dì mau qua đây. Nè, lũ ranh con, ta chờ các ngươi ở đây lâu lắm rồi, các ngươi hãy mau chóng đầu hàng đi. Hai bên trái phải đều là vực sâu, không hề có chỗ cho các ngươi chống cự. Chỉ cần các ngươi giao đồ cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, chừa cho các ngươi con đường sống. Mau chạy đi, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi, chạy đi. Thiệu Dương, Dương Nhi, chạy mau, mau lên, mau đuổi theo họ, mau lên đi, chạy mau, chạy mau, mau chạy đi, mau lên. Mau lên. Chạy lên đi. Phu nhân à, Quỳnh muốn làm gì? Tránh ra.
Phu nhân, phu nhân, nàng bị thương rồi. Không được đụng vào vợ của ta. Dương Nhi à, ngươi muốn làm gì? Đứng lên. Là cậu sao? Tiền bối, túi Dương bị thương rồi. Mau đi tìm Thiếu Bưu đi. Mau lên. Không được đụng vào vợ của ta. Mau lên. Phu nhân à, ráng chịu một chút đi. Mọi người chú ý, kiểm tra số người, còn thiếu ai không? Được. Dạ. Thiếu Bưu đại ca. Thiếu Bưu đại ca. Thiếu Dương. Sao vậy? Túi Dương bị thương rồi, bảo Gia Gia kêu quân qua đó. Đi thôi. Đi. Thiếp phụ huynh, vết thương của phu nhân rất nghiêm trọng, phải trị cho cô ấy ngay. Tú Dân, các huynh đệ đưa họ về sân trại. Tuân lệnh đại ca. Đi. Chờ. 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 Đi. Chờ. 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 Có đau không? Cẩn thận đó. Tú Dân cẩn thận. Cẩn thận. Ai nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao đi? Hả? Ai đứng ra dạy cho ta biết? Trở về ăn nói với A Mã ta thế nào đi? Hả? Các ngươi là cao thủ giang hồ mà. Các ngươi giỏi chỗ nào? Đuổi tới Thiệu phủ, chúng đã trốn. Đuổi tới Linh Ứng Tự, chúng cũng trốn. Đuổi tới Tiêu Cục Dịch Trạm, chúng cũng trốn. Bây giờ đuổi tới chỗ này, chúng cũng trốn thoát. Bọn chúng có ba đầu sáu tay hả? Bọn chúng có ba đầu sáu tay hay sao? Bọn chúng có ba đầu sáu tay sao? Không có. Vậy thì rốt cuộc là tại sao vậy? Vô dụng. Quán trọ Duyệt Lai, bốn mùa thịnh vượng. Ở đâu tới vậy? Kinh thành. Tới đây làm gì? Tới đây làm ăn. Còn phòng trống, nhưng các người không thể ở. Có phòng, nhưng mà không thể ở. Ê, ý của ngươi là sao đây? Không thể ở tức là không thể ở. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Tiên sinh họ gì? Ta họ Quách. Ông chủ Quách, tôi sẽ lập tức đưa ông tới phòng trọ ngay. Xin mời. Mời hai vị qua đây. À, hướng này. Xin mời. Đây là căn phòng tốt nhất của quán trọ chúng tôi. Ông chủ Quách còn muốn sai bảo chuyện gì không? Làm vài món cho ta đi. Ông chủ Quách, đồ ăn trong bàn thành của chúng tôi rất là phong phú, đơn giản phức tạp, vị nào cũng có đủ hết. Chỉ cần... Ông chủ Quách, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Cuối cùng cũng được ngồi xuống cái giường. Ây... Mau lên, mau cởi áo cô ấy ra đi. Mau lên. Tú Dân, Tú Dân, thì thấy sao rồi? Thì khó chịu chỗ nào? Thì thấy đau chỗ nào hả Tú Dân? Thiệu Dương, Quỳnh đừng làm phiền tí ấy. Quỳnh không thấy tí ấy đang rất khó chịu vì bị sốt sao? Chắc ngươi không nghe ta nói gì sao? Cởi áo cô ấy ra. Quỳnh, cởi ra hả? Ra ngoài. Ra ngoài đi, ta không cho huynh nhìn vợ của ta. Hả? Vợ của ngươi? Phải.
Tú Vân là vợ của ta, lúc trước là vậy, sau này cũng vậy. Rồi 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 rồi, được rồi, vợ của ngươi được chưa? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi, ra ngoài. Không được nhìn lén đó. Ra ngoài. Thiếu Bưu Ca, Quỳnh giúp đệ với. Ta? Đúng vậy. Giúp bằng cách nào? Chẳng lẽ Quỳnh tính để tên cướp vợ đệ tới giúp đệ sao? Thiên Hồng, mau cởi áo của tỷ ấy ra để ta xức thuốc. Mau lên. Trung Nghĩa Đường. Lên đi, mau lên. Đó là sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy? Ngoại trừ nhìn các con thì tao biết nhìn ai nữa. Con ở bên cạnh sư phụ mà người không thấy hay sao? Nhìn thấy rồi. Ê, sư phụ. Hả? Sư phụ đang chờ đám nhị mau hả? Ừ, có tiến bộ rồi. Ê, sao chỉ có mấy đứa vậy? Đỗ Lâu Đại đâu? Quỳnh ấy nói tới chỗ khác coi thử. Mau, đi kêu nó về đây. Sư phụ, tại sao vậy? Trời ơi, kêu con đi thì đi đi, đừng có hỏi nhiều, đi đi. Dạ được. Bảo Gia Gia, vết thương của Tú Vân thế nào rồi? Có khi nào... Không có chuyện gì đâu. Tú Vân tỷ tỷ chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao hết. Vậy thì tốt quá. Nếu không thì Thiệu Dương biết phải làm sao đây? Thiếu đại chủ, con còn nhỏ như vậy nhưng lại lo lắng đủ điều. Đúng rồi Bảo Gia Gia, chúng ta đã dừng chân ở chỗ này quá lâu rồi, có khi nào sẽ làm lỡ thời gian tập hợp với Bạch Bang chủ hay không vậy? Không đâu. Chúng ta và Bạch Bang chủ đã hứa với nhau không gặp không về. Vậy thì tốt quá. Chúng ta cứ ở lại đây để Tú Vân tỷ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi khi nào tỷ ấy khỏe lại thì chúng ta mới lên đường sao? Được. Thiếu đại chủ, con biết đây là chỗ nào hay không? Sơn trại. Là sơn trại. Sơn trại của thổ phỉ. Bảo Gia Gia, tại sao Thiết Bưu lại tin tưởng những người này vậy? Đây là giang hồ. Trong giang hồ có ân oán tình thù, nghĩa bạc dân thiên. Bọn họ rất coi trọng chuyện này. Chỉ cần có lòng chính nghĩa thì mọi người vẫn là anh hùng. Có nghĩa là anh hùng đấu anh hùng, anh hùng nể anh hùng. Anh hùng không chỉ có một, mà đâu đâu cũng có anh hùng. Nhớ năm xưa, bên cạnh tổng đà chủ đều là các anh hùng nghĩa bạc dân thiên. Bảo Gia Gia, Gia Gia đã từng gặp cha của con. Gia Gia có thể kể con nghe chuyện về cha của con được hay không? Nói thật, đây là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Ta và tổng đà chủ chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng ta lại biết rất nhiều chuyện của tổng đà chủ. Người có thể nào kể cho gia đống nghe được không? Tú Vân đã đắp thuốc của huynh rồi, nhưng không biết tại sao nhiệt độ trên người của cô ấy lại rất nóng.
thuốc ta phối có liều lượng rất lớn, có lẽ cô ấy sẽ ói và ho mỗi lúc. À, ra là vậy. Nếu vậy thì hai đứa bé kia sẽ không lo cho cô ấy nổi. Vẫn còn có huynh mà. Nè, hai người nhỏ tiếng thôi, Tú Vân tỷ đang ngủ rồi đó. Nói huynh đó. Nè, Thiên Hồng, có sao không? Mùi mệt hả? Mùi cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta canh chừng Tú Vân là được. Ta tự làm được rồi. Thật không biết điều, Tú Vân muốn ta cởi giày giùm, còn phải năn nỉ ta nữa đó. Mùi mệt nằm ngủ đi, khuya lắm rồi. Đưa đây, mau lên. Ngủ đi, mau lên. Không cướp lương thực cứu nạn, không hại già trẻ phụ nữ, không vi phạm quy tắc giang hồ. Đây là quy định huynh đặt ra hả? Tổ tiên quy định. Tại sao huynh lại ngạc nhiên? Thổ phỉ cũng có tổ tiên quy định. Huống hồ gì gia đình của ta là thổ phỉ mấy đời. Ta vừa mới chào đời đã là thổ phỉ, không còn lựa chọn nào khác. Làm thổ phỉ có gì mà không tốt chứ? Tự do tự tại, không bị trói buộc. Không bị trói buộc. Không bị trói buộc hả? Ta vốn là người không bị trói buộc, nhưng lại tự tìm phiền phức. Một lần chạm mặt lại giống như cách một đời vậy. Một lần chạm mặt lại giống như cách một đời. Chẳng lẽ thật sự có chuyện anh hùng thấy mỹ nhân thì sẽ sa vào tình yêu hay sao chứ? Có mỹ nhân gặp là khó quên. Một ngày không gặp, tương tư thành bệnh. Mã Tiêu Hổ, ta phụng mệnh tới điều tra công vụ. Người mau chóng mở cửa nghênh đón. Bối Lạc ở kinh thành dẫn kiệt. Giỏi lắm. Đại ca, ngoài công trại có một đám quạ đen, bây giờ phải làm sao đây? Đúng là một lũ không sợ chết. Đi. Người tới là ai? Mà báo tên họ. Ta từ kinh thành tới điều tra công vụ. Ta đã chờ trước cửa sân trại của ngươi rất lâu rồi. À, thì ra là người ở kinh thành. Tại hạ Mã Tiểu Hổ, giang hồ xưng là Ngọc Diện Phan An, Thiết Quyền Dương. Không biết người ở kinh thành tới đây làm việc có liên quan gì tới sân trại nhỏ của tại hạ vậy? Tên thổ phỉ to gan, đây là thiên hạ của Đại Thanh, nhưng ngươi lại coi thường triều đình, đùa giỡn với mệnh quan triều đình. Ngươi không sợ ta xông vào sơn trại tru di cửu tộc ngươi sao? Cuồng đồ to gan, ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Ngươi nói là mệnh quan triều đình thì ta tin sao? Tại sao ta phải tin lời ngông cuồng của ngươi chứ? Thổ phỉ,
ta lệnh cho ngươi mở cửa sơn trại, giao nộp người ta. Đúng là nực cười. Ngươi ra lệnh cho ta, ta thấy ngươi quên chỗ này là ở đâu rồi đó. Hay là vậy đi, ta thấy ngươi lặn lội tới đây cũng rất cực nhọc, rất là mệt, cho nên ta nói với ngươi vài câu ha. Ta cũng không biết trong sơn trại này có nghịch tặc gì hay không, ta phải trở về điều tra trước. Nếu như ngươi đồng ý chờ thì cứ chờ ở đây đi, đứng ở đó phơi nắng rất tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn chờ thì cứ dẹp đường hồi phủ. Ta cũng nói với ngươi vài câu trước nha. Nếu như lát nữa mặt trời chiếu tới nỗi ngươi hoa mắt, cho dù là ngươi có xỉu thì cũng đừng có hòng bước chân vào sơn trại. Ác tặc, ngươi không sợ ta xông vào trong giết chết ngươi hay sao? Được, có gan thì ngươi cứ thử đi. Nếu ta không khiến ngươi bước vào lành lặn, bước ra thành thịt bầm, vậy thì ta không phải họ Mã. Không tin thì ngươi cứ làm thử, để coi ta đang nói thật hay là nói dối ngươi. Dẫn Kiệt dắt người tới đây rồi hả? Dẫn Kiệt? Ở kinh thành của các người thì hắn là Bối Lạc gia, nhưng mà ở chỗ của ta, hắn chả là cái thá gì hết. Bọn họ muốn bao vây chân núi sao? Phải đó. Vậy cậu tính thế nào? Ông hỏi tính thế nào hả? Giảng bối chưa từng tính toán chuyện gì. Ta chỉ muốn hắn phơi nắng một chút, sau đó thì biết khó mà về. Tiền bối, nếu như hắn có thể đứng ở dưới mặt trời suốt 2 canh giờ, vậy thì ta không phải họ Mã. Biết khó mà về? Không sai. Xong vào đây, bọn họ không có gan để làm đâu. Mặt trời nóng bức như vậy, cho dù là trâu bò cũng bị trúng nắng. Nếu như bọn chúng ăn dạ không đi, vậy thì tối nay chúng ta có thịt nướng ăn rồi, phải không? Không lẽ sơn trại của cậu có đặt bẫy sao? Tiền bối, đây là bí mật của sơn trại, giảng bối không tiện bẩm báo với ông. Thiếp Bù Huynh, Huynh cảm thấy như thế nào? Để ta chùi cho. Ở dưới quai hàm kìa. Hay sao mà nhiều quá vậy? Được rồi, tỷ đã khỏe hơn nhiều rồi, tỷ không sao đâu Dương Nhi à. Đắp mền kỹ vào, đừng để bị lạnh. Không được, không được đâu, không được. Sao vậy? Bây giờ trời nóng dữ lắm, nếu như đắp mền kín quá, Tú Vân tỷ sẽ cảm thấy khó chịu đó. Tú Vân là vợ của ta mà, tỷ ấy có khó chịu hay không thì ta biết rõ nhất. Không có được đâu, nếu tỷ ấy mà nóng quá thì miệng vết thương sẽ càng nặng hơn đó. Vết thương trở nặng cũng tốt, vết thương không trở nặng cũng tốt, chuyện này không phải là chuyện của Huynh mà. Hai người không thấy mình rất phiền phức sao? Chỉ có chuyện đắp mền thôi mà cũng cãi tới cãi lui. Các Huynh làm phiền Tú Vân tỷ quá đó. Ra ngoài hết đi. Cãi tới cãi lui, ra ngoài. Mau đi đi, tỷ nghỉ ngơi nha. Tỷ có sao không? Tú Vân tỷ có đỡ hơn chưa? Nè, tỷ đắp mền đi. Để tay bên ngoài đi. Phu nhân. Phu nhân cảm thấy sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Phu nhân muốn ăn cái gì thì cứ nói thẳng với ta, đừng ngại nha, ta sẽ chuẩn bị cho nàng. Không cần đâu, như vậy sẽ làm phiền Huynh lắm đó. Phu nhân đừng nói vậy mà, nàng được khách sáo với lại Mã Tiểu Hổ ta chứ hả? Mã đại hiệp, xin Huynh hãy gọi ta là Tú Vân. Dương Nhi nhà ta vẫn còn nhỏ, nếu có làm gì xúc phạm tới Huynh, xin Huynh hãy bỏ qua cho nó. Phu nhân khách sáo quá rồi. Phu nhân nói như vậy khiến ta cảm thấy rất xấu hổ. Chúng ta đã thành thân rồi mà, nàng không cần phải đa tạ ta. Hay là vậy, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì đừng nhắc tới nữa hả?
tỷ lao mặt đi Tú Dân tỷ. Phu nhân à, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào rảnh ta tới thăm nàng. Đại ca, đại ca, có thư. Ừ. Khơi à, Bối Lạc gia ở kinh thành đúng là cũng ngông cuồng thiệt, muốn đàm phán trực tiếp với ta. Người này tâm địa gian xảo, quỷ kế đa đoan, huynh đừng để trúng kế của hắn. Tiệc Hồng Môn dù có nguy hiểm cỡ nào thì cũng là tiệc, làm gì có chuyện lại không đi. Huynh muốn đi thật à? Ta không có lý do gì để từ chối. Vậy được, ta sẽ đi chung với huynh. Thiết Bù huynh, ta thấy không cần đâu, không mời mà tự đến thì không tốt. Hổ huynh à, Thiết Bù không có nói giỡn, ta chỉ không muốn huynh bị trúng kế của hắn mà thôi. Thiết Bù huynh, huynh yên tâm đi, còn chưa biết được ai trúng kế ai đâu. Nè, huynh đừng quên, ta là ai? Ta là thổ phỉ chiếm núi làm vua. Nếu như không có đầu óc, làm sao mà sống nổi chứ? Tự xưng là thổ phỉ, nhưng mà bản thân lại rất thanh cao. Đúng là coi nhẹ bản thân mà. Ta không ngờ, ngươi lại dám tới đây. Ngươi dám tới địa bàn của ta thì tại sao ta lại không dám? Mã đại hiệp, không ngờ một tên thổ phỉ cỏn con như ngươi lại có lá gan lớn tới như vậy. Đúng là bất ngờ thật. Hay là vậy đi, ngươi theo ta về kinh thành, ta bảo đảm ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, giàu sang phú quý, tiền đồ tươi sáng. Ngươi thấy sao? Mèo sống kiểu mèo, chuột sống kiểu chuột, mèo chuột không thể đi chung với nhau đâu. Đàm phán chuyện gì, người nói thẳng đi. Nếu như Mã đại hiệp không chịu, vậy thì ta cũng không làm khó ngươi nữa. Mã đại hiệp đã biết rõ thì cần gì hỏi nữa. Ta không muốn đòi, mà ta muốn mua. Ra giá đi. Bối Lật gia, ngươi làm như vậy thì có khác gì một tên thổ phỉ như ta đâu chứ. Vì cái lợi trước mắt, chấp nhận quyết chiến tới cùng. Người đang muốn uy hiếp ta sao? Có tư cách bị uy hiếp thì mới gọi là uy hiếp, không có tư cách bị uy hiếp thì gọi là tự tìm đường chết. 50 vạn lượng vàng. Được, thành giao. Khi nào giao hàng? Cho dù muốn được lợi ngay thì cũng không cần gấp gáp. Từ từ suy nghĩ đi. Dây núi các lương thực cũng chỉ là hạ sách thôi. Thiết Bưu, một mình huynh đứng đây làm gì? Huynh có sao không vậy? Lúc đi ra sao thì về như vậy thôi. Dận Kiệt không làm khó huynh chứ? Làm khó ta? Không có đâu. Ngược lại ta làm khó hắn á. Hả? Ta ra giá với hắn 50 vạn lượng vàng. Hế, hắn đồng ý ngay lập tức luôn. Thiết Bưu, ta không ngờ đám người các huynh có giá như vậy. Vậy huynh... À, chuyện này ta còn chưa nghĩ kỹ. Nếu như chỉ bán mấy người các huynh, ta thật sự không hề đau lòng. Nhưng mà liên lụy tới phu nhân của ta thì... Vậy ta sẽ suy nghĩ càng kỹ hơn á. Người lập tức lên núi Thanh Long, đích thân giao cái này cho Mã Tiểu Hổ. Tôi biết rồi. Qua đó. Nhất định phải chờ Mã Tiểu Hổ trả lời thì mới được quay về, nhớ chưa? Dạ. Đi đi. Ê, lại đây, bắt ra đây. Bắt ta đi. Bắt ta đi. Bắt ta đây nè. Ở đây nè, tao bắt lại đây. Vậy đi. Vậy đi. Bắt đi, bắt đi.
Tiểu Bạch đừng có giành, các đệ làm gì vậy? Ta có làm gì đâu, chúng ta là bạn bè chơi với nhau thì đâu có sao. Bọn ta đang chơi với nhau, tự nhiên Huynh tới quậy phá. Các người nói ta quậy phá. Đưa đây. Ta quậy phá hồi nào? Đưa đây. Sao ta phải đưa? Huynh đừng hòng chơi, đừng hòng chơi nha. Làm gì ta chứ? Đừng nít nhau. Tại sao lại nít nhau? Ba người nít nhau đang quay đi, đừng nít nhau. Đừng nít nhau nữa. Đừng làm cái gì vậy, đứng lại đi. Không sao chứ? Có không sao. Đi mau qua đây. Dạ. Mấy đứa ăn hiếp bạn bè, ta sẽ mét bạch ban chủ. Ta mét bạch ban chủ. Đi. Ta thành công rồi. Cái gì vậy? Huynh nghe thử đi. Để ta thử. Đệ giỏi thiệt đó nha. Đệ giỏi thật đó. Cuối cùng đệ cũng thành công rồi. Mở cửa, ta tới đưa thư cho Ngọc Diện Phan An Mã Tiểu Hổ. Trại chủ không có ở sân trại. Ngày mai các ngươi quay lại đi. Ta là mệnh quan triều đình, là sứ giả của Bối Lạc gia. Trại chủ của các ngươi còn không mau xuống đây nhận thư. Ta cho ngươi chết. Phải đó. Các ngươi ném cho hắn. Ném hắn rồi, cho ngươi chết. Ta tới đây để đưa thư mà. Chạy rồi kìa. Tiểu Hổ ca làm tốt lắm. Ê, cái tên quái vật đó tới đây làm gì vậy? Hắn tới đây đưa thư ở đằng kia. Đại ca, để đệ lấy thư giùm cho. Khoan đã, không cần đâu. Không có gì để đáng xem. Mục đích của bọn chúng là muốn ta mau chóng bán bọn trẻ này. Ê, đưa cung tên đây. Tiểu Hổ ca, đưa cho ta một viên pháo nào. Nhìn kỹ nha, xem đại hổ ca ta biểu diễn trò vui đây. Chơi tiếp đi. Đi thôi. Bây giờ truy binh đã bao vây chúng ta, khiến ta không thể tiến lên. Và sơn trại này chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta nên tạm ở lại đây. Bạch ban chủ, ông nên dạy dỗ lại đám trẻ trong gánh hát đi. Tại hạ cảm thấy đây không phải là kế hay, càng ở lâu thì càng nguy hiểm. Chúng ta nên có kế hoạch khác, để sớm ngày lên đường, phải mau chóng hộ tống bọn trẻ bình an thuận lợi tới Phúc Kiến. Bây giờ chỉ dựa vào ba chúng ta mà bảo vệ nhiều đứa trẻ như vậy, dù chúng ta có giỏi tới cỡ nào, chỉ sợ hai tay khó thắng trăm kẻ địch thôi. Tiền bối, nếu ông cảm thấy bọn trẻ trong gánh hát liên lụy ông thì cứ nói thẳng. Cho dù một mình tại hạ dẫn tụi nhỏ đi cũng sẽ không nói gì. Ông muốn thế nào, cứ việc nói thẳng. Ta có thể nói cái gì, ta nói có tác dụng gì chứ? Ông có biết bọn trẻ trong gánh hát ăn hiếp Thiệu Dương và Nhị Mao không? Ta thấy lỗi của ông là dạy dỗ không nghiêm. Ta gọi ông một tiếng tiền bối là vì không để bụng chuyện lúc trước giữa ông và Thiên Địa Hội. Ông thân là tiền bối lại ăn nói khó nghe như vậy, có gì mà hay chứ? Được, ông ở lại cũng được, ông đi cũng được. Ta mãi mãi dẫn theo thiếu đà chủ, bảo vệ thiếu đà chủ. Ta không thẹn với lòng. Tại sao ông cứ đụng chạm tới nỗi đau của Bảo Gia Gia vậy? Tiền bối một lòng hộ chủ là chuyện dễ hiểu, nhưng cũng không thể trách móc bọn trẻ trong gánh hát. Thiếu đà chủ là đà chủ, vậy còn bọn trẻ kia thì sao? Chúng cũng là con cái của những anh hùng Thiên Địa Hội, sao mấy không thể bao dung với chúng? Đúng là quá hồ đồ. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Thiếu đà chủ và đám Đỗ Lão Đại thường giỡn với nhau, đây là chuyện bình thường. Nhưng Bảo tiền bối lại cậy và lên mặt, cố tình kiếm chuyện với đám Đỗ Lão Đại. Nếu tiếp tục như vậy,
ta sợ là sớm muộn thiếu đà chủ và bọn trẻ cũng trở mặt với nhau thôi. Ê, hai người đường đường là anh hùng của thiên địa hội, lại vì chuyện của bọn trẻ con mà lại nổi giận với nhau. Nếu đồn ra bên ngoài, người ở trong giang hồ sẽ cười tới rụng răng luôn đó. Ê, trời, cũng tại vì bị nhốt lâu quá nên tâm trạng mới thấy bực dọc. Được rồi, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chúng ta mau bàn bạc thử coi làm sao để an toàn rời khỏi chỗ này đi. Ta thấy chúng ta nên bàn bạc lại với Mã Tiểu Hổ. Đây là địa bàn của huynh ấy, huynh ấy nắm rất rõ địa hình, chắc chắn huynh ấy sẽ có cách. Lồng đèn, lồng đèn ơi. Bố Lạc gia, Mã Tiểu Hổ của sơn trại đó không chịu nhận thư. Ngươi đừng nói với ta là ngươi đem thư về đây. À, không có chuyện đó, tôi đã để lại thư ở trước cổng sơn trại rồi. Lùi xuống đi. Bố Lạc gia, có chuyện này tôi không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tôi nghĩ nên báo lại với ngài, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Ngươi đừng lẩm nhẩm nữa, cùng lắm chỉ là một câu nói. Nói đi. Bố Lạc gia, lúc đứng ở trước cửa sân trại, tôi nhìn thấy bọn con nít trong gánh hát. Người vừa nói gì? Tôi nhìn thấy bọn con nít trong gánh hát. Lần đầu tiên ngươi làm một chuyện khiến ta vui tới vậy. Tốt lắm. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, ngoảnh đầu nhìn lại thì kề bên. Lần này có cơ hội tóm gọn được bọn chúng rồi. Bố Lạc gia, theo như tiểu nhân thấy, chúng ta cứ tiêu diệt sơn trại, bắt ba ba trong rọ. Đúng là ngông cuồng. Chỗ đó không phải muốn diệt là diệt đâu. Người muốn bắt thổ phỉ là được hay sao chứ? Người ra ngoài trước đi. Dạ. Lập tức trở về kinh thành. Chúng ta lại về kinh thành sao? Người về kinh thành. Dạ. Phủ Tương Thân Dương. Đám phản tặc đó đều trốn vào sơn trại hết rồi sao? Phải, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Vậy bây giờ Dận Kiệt đang ở đâu? Bây giờ Bố Lạc gia đang ở Bàn Thành. Bàn Thành? Trước khi nó rời kinh ta đã nhắc nó nhiều lần, chưa tới lúc cần thiết không được tùy tiện bước vào Bàn Thành. Đó là một nơi tràn đầy thị phi. Từ khi Bố Lạc gia vào thành thì chưa từng ra ngoài. Nó trốn ở trong phòng làm cái gì vậy? Gần đây Bố Lạc gia rất thích khắc gỗ. Mấy ngày nay ngài ấy luôn cầm dụng cụ để khắc chén gỗ. Chén gỗ à? Chén gỗ trông thế nào? Là một cái chén gỗ lượm được ở trên đường. Ngươi trở về Bàn Thành, nói với Dận Kiệt, nó phải nhớ những gì ta đã nói với nó trước khi đi. Hả? Dạ. Ta sẽ điều quân tới đó. Đi đi. Dạ. Vậy là lần này huynh còn muốn gặp Dận Kiệt không? Lần này có gặp Dận Kiệt hay không không quan trọng. Điều kỳ lạ là chúng ta lại phát hiện ra có hơn hàng trăm người đã đi về hướng núi Thanh Long. Căn cứ theo trang phục và hướng đi để suy đoán, có thể bọn họ là những người tới từ kinh thành, chắc chắn tới để tấn công quân chi viện núi Thanh Long. Kinh thành bỗng nhiên vô cớ phái người tới tấn công sơn trại. Bộ huynh không cảm thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ sao chứ? Địa hình bên ngoài sơn trại rất hiểm trở, trong sơn trại lại có rất nhiều cạm bẫy. Triều đình thì vẫn cứ luôn một mắt mở còn một mắt nhắm, được thì cho qua. Lần này đột nhiên bao dây núi, ta nghĩ là có nguyên nhân. Vậy thì xem ra lần này triều đình xuất binh chắc chắn là không có mục đích nào khác ngoại trừ chúng ta. Xem ra lần này phải cùng Bạch Ban Chủ và Bảo Gia Gia bàn bạc chỉ sách lược mới được. Không được,
đã không còn thời gian nữa rồi, nên nghe theo lời ta thôi. Như vậy, các người hãy mau thu dọn đồ đạc. Ta sẽ tập hợp kỵ binh. Chút nữa, chúng ta sẽ tìm cách dùng kỵ binh để phá vỡ vòng dây, để các người trốn vào trong bàn thành. Vào bàn thành có an toàn hay không? Ta nghĩ ít nhất là an toàn hơn bây giờ. Bàn thành là một nơi có cá và rắn hỗn tạp. Hơn nữa là dùng đất mỗi một nơi có một vị vua riêng. Đại tài chủ Ngô Bá Thiên ở đó là chủ nhân và là người bản xứ, không chỉ mạnh về tài chính mà còn cấu kết với các băng đảng khác nhau. Vì vậy, ông ta không coi quan phủ ra gì. Quân Thanh cũng không dám tùy tiện đắc tội với ông ta. Nên bàn thành có lẽ sẽ an toàn. Chuyển hướng đi, mau tới dùng tiếp giao giữa núi Thanh Long và bàn thành. Tiến lên. Xem ra triều đình sắp tấn công núi Thanh Long rồi. Nghĩ thấy cũng lạ, mã tặc của núi Thanh Long và Dương gia có thể có gút mắt gì? Chẳng lẽ nào thời gian trước đây tiêu mà Quy Chấn tiêu cục vận chuyển là của Dương phủ? Chẳng lẽ nào mã phỉ ở núi Thanh Long đã đánh cắp bảo bối gì của Dương gia? Đứng yên. Ê, ông làm ta chóng mặt qua mắt luôn rồi. Ê, à, dạ dạ. Coi lại đầu óc ông đi, còn làm sư gia hả? Ông đúng là sư gia bả đậu mà. Đào hoa còn hơn ông nhiều đó. Ông nghĩ Bối Lạc gia đi về Nam là bởi vì thích Bàn Thành hay là vì Ban Nhi? Ta nói cho ông biết, họ tới truy sát những đứa trẻ mồ côi của Thiên Địa Hội. Bọn họ tấn công núi Thanh Long chứng minh rằng những đứa trẻ mồ côi của Thiên Địa Hội chỉ trốn trong núi Thanh Long. Nếu không, cha con A Nhị Thái sẽ không dễ dàng kết oán thù với bọn mã tặc. Hả? À, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi dẫn lực lượng lớn tìm cách đánh lạc hướng bọn họ và cố gắng giữ chân họ. Ta dẫn đội quân nhỏ thẳng vào bàn thành. Nhanh lên. Rõ. A Mao, ngồi vững nha. Xuất phát. Phu nhân, đừng quá căng thẳng, cứ việc đi theo bọn ta. Các huynh đệ, đi đường cẩn thận. Lão gia, lão gia, lão gia, có chuyện gì hốt hoảng vậy? Lão gia, binh mã trên núi Thanh Long và binh mã của kinh thành tất cả đang ồn ồn kéo đến bàn thành. Bọn họ có chém giết nhau, ta cũng vô can. Ông kêu tai mắt theo dõi, cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị, miễn là họ không tiến vào thành. Ai thắng ai thua không liên quan. Dạ. À.
Cho chúng qua. Rồi, xuống mau. Rồi, xuống đi. Đi. Mau, mau lên. Hai vị tiền bối, Thiếp Bôn Huynh, các vị hãy mau đưa những đứa trẻ sơ tán từ đường hẻm, còn ta dẫn các huynh đệ tìm cách nhử quân truy đuổi đi xa. Các vị nhất định phải bảo trọng. Tiền bối, chúng ta sẽ gặp lại sau. Sẽ gặp lại sau. Xin hãy cẩn thận. Sẽ gặp lại sau. Các huynh đệ, lên ngựa. Đi, mau lên. Đi. Mau lên. Mau lên. Lại. Đuổi theo tiếp sẽ mắc bẫy bọn ma phỉ. Đi, mau theo ta. Mau lên. Nhị mau, mau lên đi. Mau lên. Nào. Mau lên đi. Theo ta quay lại. Thiếp Bu, tôi thấy có điều khác thường, nhớ cẩn thận. Mọi người phải đề cao cảnh giác. Qua đây. Tiền bối, giảng sinh chưa từng xúc phạm tới ông, sao ông lại làm khó tôi như vậy? Cậu trai trẻ, danh hiệu là gì? Thiết Bưu, không phải nhân sĩ giang hồ, không có danh hiệu. Thiết Bưu, cái tên mù thích trí đó đã dạy dỗ ngươi như thế nào? Đã gặp sư bá cũng không biết cúi đầu chào hỏi sao?
Thiết Bưu, bái kiến sư bá. Thiết Bưu, ta nghe tin mụ đó nói là đã truyền cho ngươi bộ quyền độc môn. Vậy ý ngươi là ông ta không hề truyền cho ngươi? Không thể nào. Mau tiến lên. Giết cho ta. Mau quăng quá đi. Quăng quá đi. Cho hả chết. 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 Mau quăng quay. Quăng đi. Quăng chết. Quăng chết. Quăng chết. Chạy mau, dẫn tôi dõi đi trước đi. Các con, đi mau. Thiết Bưu, những bản lãnh mà sư phụ đã dạy cho ngươi cổ tại đã hết đi. Thiết Bưu huynh đệ, để ta chơi với ông già đó cho vui. Đừng lấy mạng ông ta. Cái tên ranh con kia, quay lại đây mau. Đại Đinh, đi theo ta, đi. Dương Nhi,
Bảo gia gia, nhớ chăm sóc Dương Nhi và Nhị Mau. Bảo gia gia, Bảo gia gia, đừng lắc người ông ta nữa, ông ta đã rất mệt rồi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hãy thay ta chăm sóc cho tiểu đà chủ. Bảo gia gia, mà